Chào quý bà con trở lại với cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi. Và buổi sáng hôm nay Đình Vân đi bán cho một chiếc máy sắt gạo mini gia đình cho chị khách ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Và bây giờ mình tiến hành cùng anh em khênh hàng lên xe và chuyển giao cho đến vị trí nhà của khách hàng, thì mình sẽ review cho bà con cùng xem. Anh em đấy, để cái góc kia lên em đấy, con đưa cái đây lên đằng trước. Với dòng mini này thì mình chỉ cần xem máy thôi nhé bà con. Vâng, chào quý bà con trở lại với Thế Giới Máy. Và Đình Vân đã tới nhà của chị yêu. Và bây giờ đang tiến hành cấp nguồn để test máy cho gia chủ. Mời quý bà con cùng đón xem. Để hứng cháu à? Cái này hứng cháu mới cám luôn. Mình đổ vô luôn nha. Giờ thôi. Chưa nhiều nhất rồi. Thử nha. Dạ. Ừ, con mới đem về một tấm nữa. Rồi. Cái này ít ít chừng ký nó chạy không? Chạy hết chứ. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình ít gạo ra thôi. Mình chưa có chạy lần nào thì mình cho nó chạy vô thoải mái chứ. Rồi. Ok, giờ cấp nguồn à. Đấy, được không? Nó rất là dễ xài đó, gạo này lúa mới này, gạo ra gạo đẹp luôn, đáng tin luôn. Và đây là rất đẹp nha bà con, hạt rất là trơn đây đấy, đấy. Đấy. Đấy, chạy rất êm nhá, gạo ra rất là đẹp nha bà con. Đấy, khai hạt một thúng cho chị luôn. Đấy. Gạo này lúa mới luôn. Gạo ra rất đẹp, máy chạy rất là đều. Thấy sản phẩm rất là tốt nên chị phải xài thử và giới thiệu cho nhiều người mua ha. Dạ, thấy nó tiện dụng trong cái ngành gạo của chúng ta ha. Rồi, chị thấy cái phong cách, cái phục vụ em. Cảm ơn anh là nhiệt tình là giao đến hàng tận nơi mà. À, chỉ điện kia với lại tư vấn rất là thiệt tình với tụi em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. À. Đây. Rồi, cảm xay ra rồi đây. Thấy. Máy rất là dễ sử dụng. Dạ, máy dễ sử dụng. Rất là vui, cảm ơn chị là ủng hộ cửa hàng. Rồi. Mai mốt có mua nữa, còn mua về cái máy nữa. Tại vì thấy hôm nay là đem đại lý về gần gũi với trong miền đây nè. Vâng, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn.